chào các lãnh đạo Tê Group. MC Lê Hằng xin chúc các lãnh đạo một ngày thứ tư nhiều niềm vui mới, thành công mới. Chúng ta đang lắng nghe kênh Radio Tê Group số phát sóng số 27. Anh chị em kênh Radio Tê Group hy vọng sẽ giúp cho những phút giây buổi sáng của đại gia đình Tê Group tràn đầy năng lượng và có một ngày làm việc tuyệt vời nhé. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 10, mời đại gia đình Tê Group chúng ta hãy điểm qua những tin tức chính sau. Cho phép tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long chiều ngày 26 tháng 10 cho biết chiến dịch tiêm cho trẻ em sẽ được tổ chức trên cả nước từ tháng 11 với loại vaccine Pfizer của Mỹ sản xuất. Huyện Củ Chi sáng ngày 27 tháng 10 tiêm vaccine COVID-19 khoảng 1.500 trẻ từ 16 đến 17 tuổi tại điểm tiêm trường tiểu học thị trấn Củ Chi, quận 1 chiều cùng ngày tiêm cho 310 học sinh lớp 12 trường Lương Thế Vinh. Đêm ngày 26 và 27 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ sẽ mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới gần bờ Nam Trung Bộ. Tổng lượng mưa có thể lên 130mm. Từ 16 giờ hôm nay, mỗi lít xăng tăng 1.430 đến 1.460 đồng và dầu xăng tăng 120 đến 1.010 đồng, đánh dấu kỳ tăng thứ tư liên tiếp từ đầu tháng 9. Sở Y tế chiều ngày 26 tháng 10 ghi nhận 11 ca COVID-19 liên quan ổ dịch thị trấn Quốc Oai, nâng tổng số ca nhiễm tại ổ dịch này lên 30 chỉ trong 3 ngày. Hai đoạn đường sắt tốc cao độ Hà Nội Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang sẽ được khởi công xây dựng từ năm 2025 đến năm 2026 theo Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải. Công chúa Nhật kết hôn. Hoàng gia Nhật Bản thông báo công chúa Mako đã kết hôn với Kei Komuro hôm nay sau nhiều năm trì hoãn vì bê bối tài chính của mẹ chồng. Bộ Ngoại giao trao tượng trưng 2,1 triệu USD và vật tư y tế cho Lào để hỗ trợ nước này phòng chống dịch COVID-19. Là những tin tức chính của ngày hôm nay. Tiếp theo, xin mời bạn đến với chuyên mục khỏe, hạnh phúc, thành công. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những phát ngôn bất hủ của Steve Jobs. Về cái chết, Steve Jobs quan niệm cái chết là phát minh vĩ đại nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ sự cũ kỹ để mở đường cho cái mới. Tôi có một câu thần chú: sự tập trung và tính đơn giản. Đơn giản thậm chí còn khó hơn phức tạp. Bạn sẽ phải làm việc cực lực để tạo ra sự đơn giản. Nhưng khi bạn đã làm được điều đó, tất cả sẽ là của bạn. Về quan điểm sống. Trở thành một người giàu có để rồi sau đó vào quan tài, điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Với tôi luôn phấn đấu hết sức để mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi có thể tự hào rằng ngày hôm nay mình đã làm được một điều tuyệt vời. Về công việc chiếm một phần lớn trong cuộc đời của bạn. Vì thế, cách tốt nhất để bạn hài lòng về cuộc sống là hãy thực hiện nó một cách tốt nhất có thể. Và để làm việc đó thật tốt, trước hết bạn phải yêu thứ mà bạn đã chọn. Nếu bạn chưa có được tình yêu đó, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng ngồi một chỗ. Về cái chết, không ai muốn chết. Kể cả những người muốn được lên thiên đường cũng không muốn chết. Cái chết là điểm đến cuối cùng của chúng ta, không ai tránh được và vì thế nó giống như một phát minh tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nó xóa đi những cái cũ để mở ra những cái mới mẻ. Nên bây giờ bản thân chúng ta là những cái mới, nhưng không lâu nữa chúng ta sẽ trở nên cũ kỹ và bị xóa nhòa. Tạm kết với chuyên mục chia sẻ ngày hôm nay, sau đây xin mời các lãnh đạo chúng ta cùng đến với chuyên mục quà tặng âm nhạc. Hy vọng là những món quà ngày hôm nay sẽ tiếp thêm niềm vui và động lực để tất cả chúng ta cùng hoàn thành tốt công việc của mình nhé. Món quà đầu tiên là bài hát The Clam của Miley Cyrus được gửi đến bạn Hằng, ban quản lý dự án The School, hiện đang làm việc tại T-Farm với lời nhắn: chúc em bé sớm mạnh khỏe, khỏe mới làm việc được. Dù bất cứ đâu ở vị trí nào, hãy luôn tự tin thể hiện mình. Tự tin, tin em sẽ làm được, tin vào những mong muốn, hoài bão của mình, em nhé. Mời các lãnh đạo cùng lắng nghe. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes by not
are the moments that I'm gonna remember most. Yeah, just gotta keep going. And I gotta be strong. Just keep pushing on. 'Cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. And sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's a climb. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Yeah. Món quà thứ hai là một bài hát đến từ một lãnh đạo nam ở T-Farm gửi đến chị Say với lời nhắn: em chưa được gặp trực tiếp chị ngoài đời, nhưng được chị Hằng và các chị ở đây kể về chị thì em biết rằng chị là một người luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống. Em càng tin vào điều đó hơn khi nhìn thấy ảnh của chị trong cuộc thi Hoa Khôi nữa. Hy vọng chị em mình sẽ có cơ hội gặp nhau ạ. Vâng, bài hát Thằng Điên sẽ khép lại số radio ngày hôm nay. Xin chào và chúc đại gia đình T-Group có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Bye bye! Giờ tôi lại lang thang, tình yêu thì miên man. Ngày xanh cùng mấy tung tăng tự mình bên phim đàn. Nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khác. Tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua. Nụ cười tỏa hương nắng, bình minh và mây trắng. Hình như đều kêu tôi ôi thôi tình yêu đến rồi. Chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc. Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi. Chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mai thật. Đợi chờ dù ngày hay đêm, anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui. Ngủ nắng qua lớp chân mây mờ xa. Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta. Từ đâu bên tình yêu mới thiết tha. Chỉ crazy man for in love. Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng. Ở thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu. Yêu thằng điên. Anh đang mơ màng về bầu trời đầy trăng với sao em như cuộc tiền. Mình cả mua như hai con điên trên đồi Thảo Nguyên. La la la. Here we are. Em như Beyonce hát. Here we are. Anh như Jay-Z đang rap. Rap về từng ngày nắng, về từng ngày gió, về từng ngày tháng có em. But I don't know who you are. Nụ cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mai. Chẳng biết chờ dù ngày hay đêm, anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui. Ngồi nắng qua lớp chân mây mờ xa. Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta. Từ đâu bên tình yêu mới thiết tha. Chỉ crazy man for in love.
wake up, anh wake up. Tiếng vỡ tan cơn mê màng đánh thức nơi thiên đàng anh mơ. Dù đôi chân anh đi mất.